Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy một trong những kẻ đồng bàn nói với Đức Giêsu rằng: Phúc thay ai được dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Người đáp: Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người. Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng: Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn. Bây giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin cứu. Người thứ nhất nói: Tôi mới mua một thửa đất, cần phải đi thăm, cho tôi xin cứu. Người khác nói: Tôi mới tậu 5 cặp bò, tôi đi thử đây, cho tôi xin cứu. Người khác nói: Tôi mới cưới vợ nên không thể đến được. Đầy tớ ấy trở về kể lại sự việc cho chủ. Bây giờ chủ nhà nổi cơn thịnh nộ, bảo người đầy tớ rằng: Mau ra các nơi công cộng và đường phố trong thành, đưa các người nghèo khó, tàn tật, đuôi mù, què quặt vào đây. Đầy tớ nói: Thưa ông, lệnh ông đã được thi hành mà vẫn còn chỗ. Ông chủ bảo người đầy tớ: Ra các đường làng, đường xóm, ép người ta vào đầy nhà cho ta. Tôi nói cho các anh biết, những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng Thánh Luca hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đi ăn tiệc, và trong bữa tiệc đó một vị thủ lãnh, một người Pha-ri-sêu, đã nói rằng phúc cho những ai được dự tiệc nước trời. Ai cũng thấy tiệc trên nước trời là cao quý, thế nhưng đồng loạt xin cứu. Ai cũng thấy việc ở trong hội thánh việc cao quý lắm, những công việc của hội thánh ai cũng khen, những người làm việc là những người có phúc, là những người rất là nhiệt tình, nhiều được ơn Chúa, phục vụ nhà Chúa đều được những cái ơn Chúa ban cho, không ai phải khổ hết á, ai cũng biết. Nhưng mà đồng loạt xin cứu. Chúng ta thấy ngày hôm nay, nhất là các em giới trẻ, thiếu nhi rất giỏi về cách nhận định về những sự việc. Các em sẽ nói rất hay về việc đạo hiếu, kính mến cha mẹ. Các em có thể nói hay rất là nhiều vấn đề trong cộng đồng. Nhưng mà khi có việc, các em đồng loạt xin cứu. Đó là điều mà chúng ta thấy rất là ngạc nhiên. Tại sao mà việc tốt ai cũng nhận ra? Nào là lợi ích linh hồn, nào là lợi ích cho việc thăng tiến công việc, nào là lợi ích cho cái việc của gia đình mình, nhiều lắm. Nhưng mà đồng loạt xin cứu. Đó là điều mà chúng ta thấy, nhất là thánh lễ, đều thấy rằng giá trị của thánh lễ là vô giá. Thánh lễ là một bữa tiệc nhưng không, nhưng mà nói đến đi lễ thì đồng loạt xin cứu. Những lý do xin cứu trong bài tin mừng hôm nay rất gần với lại cuộc sống chúng ta. Nào là mới mua đi mua đất cho nên phải đi thăm. Nào là mới cưới vợ, nào là mới sắm sửa cặp bò. Chúng ta hay xin cứu với Chúa nhiều lắm. Chắc chắn mỗi người có một lý do, nhưng chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta thấy những việc tốt phải làm, thì chúng ta được Chúa mời gọi cách này cách khác, chúng ta nhiệt tình giúp đỡ trong công việc. Và nhất là đến với Chúa, Chúa không bao giờ
Chúa bỏ chúng ta hay là không bao giờ Chúa quên ơn chúng ta khi chúng ta tận tình phục vụ Chúa, với Chúa như là một kho tàng để chúng ta kín múc được muôn ân sủng hồn xác cho mình, cho gia đình. Và nhất là trong tháng 11 chúng ta nhớ đến các linh hồn, thì đó là những việc chúng ta có thể cứu rỗi các linh hồn một cách dễ dàng khi chúng ta được Chúa mời gọi. Amen. Lời người vô về nhưng khi sầu đau.